táo bón tại sao cần dùng thêm cả men vi sinh? Táo bón là bệnh tiêu hóa phổ biến ở trẻ em. Trẻ bị táo bón dễ dàng bỏ bữa, biếng ăn, lâu dần dẫn tới kém hấp thu dưỡng chất, suy dinh dưỡng khiến các mẹ vô cùng lo lắng. Theo định nghĩa, táo bón là sự giảm dần tần suất đi ngoài, kèm theo khó và đau khi đi do phân rắn hoặc quá to. Đối với trẻ, táo bón được xác định tùy thuộc vào độ tuổi khi tần suất đi ngoài như sau: trẻ sơ sinh dưới 2 lần trên một ngày, trẻ bú mẹ hoặc bú bình dưới 3 lần trên một tuần, trẻ lớn dưới 2 lần trên một tuần. Nguyên nhân gây nên táo bón ở trẻ có thể chia làm hai nhóm chính: táo bón chức năng và táo bón thực thể. Trong đó, táo bón chức năng chiếm tới 95%, nghĩa là trẻ bị táo bón do chế độ ăn uống và sinh hoạt không phù hợp. Đối với trường hợp này, ngoài việc thay đổi thói quen và các chất nhuận tràng được áp dụng để cải thiện tình trạng táo bón, bên cạnh đó, men vi sinh cũng chiếm một vai trò vô cùng quan trọng. Trẻ bị táo bón, thức ăn chưa được tiêu hóa ứ đọng trong thành ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển, làm tổn thương đường ruột, hệ tiêu hóa bị tổn thương dẫn tới giảm bài tiết enzyme, thức ăn không được tiêu hóa hoàn toàn. Cứ thế, tình trạng táo bón kéo dài mà không cải thiện. Việc bổ sung thêm men vi sinh đưa vào cơ thể những chủng lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, từ đó hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, hệ miễn dịch của cơ thể cũng được tăng cường. Cũng vì lợi ích này mà hiện nay trên thị trường, nhiều sản phẩm dành cho trẻ bị táo bón có chứa cả chất nhuận tràng và men vi sinh. Sự kết hợp này giúp bé nhanh chóng cải thiện tình trạng táo bón và có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Các mẹ có thể tham khảo sản phẩm Insotac Gold hoặc Insotac Fast dùng chữa táo bón cho trẻ. Thành phần của Insotac có chứa các lợi khuẩn dạng bào tử với nhiều ưu điểm vượt trội, cũng như đời sống kéo dài, chịu được axit dạ dày, nhiệt độ cao có thể lên đến được ruột và phát huy tối đa tác dụng ở đây. Ngoài ra, sản phẩm có chứa các chất xơ nhuận tràng có nguồn gốc từ tự nhiên, an toàn. Sản phẩm đã có mặt tại các hiệu thuốc và được các chuyên gia y tế khuyên dùng. Gọi ngay hotline để được tư vấn tốt nhất từ các dược sĩ chuyên môn 0929 197 777. Theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mới nhé.